Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng và thu giữ 19 kg ma túy. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo động viên cán bộ chiến sĩ tham gia phá án. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 5 phút ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại trạm thu phí đầu tuyến quốc lộ 5B, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, lực lượng công an đã bắt quả tang Đỗ Tiến Anh, sinh năm 1991 ở phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, có hành vi dùng ô tô do lái xe Đào Hữu Quân, sinh năm 1989, cũng ở phường Ngọc Xuyên điều khiển. Trên xe có chở theo một vali, bên trong có 39 bánh hình chữ nhật, vỏ màu xanh và 15 bánh hình chữ nhật, vỏ màu vàng. Qua đấu tranh, Đỗ Tiến Anh khai nhận toàn bộ số hàng trên là ma túy và được một người không rõ tên tuổi thuê vận chuyển từ Điện Biên về Hưng Yên với số tiền là 200 triệu đồng. Kết quả giám định sơ bộ xác định 54 bánh trên là ma túy, loại heroin có khối lượng là 19 kg. Quá trình đấu tranh chuyên án, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Đại tá Phạm Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo động viên cán bộ chiến sĩ tham gia phá án. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, biểu dương chúc mừng những chiến công các đồng chí công an, các cơ quan nghiệp vụ bộ công an, công an tỉnh Hưng Yên phối hợp. Thành tích rất là quan trọng, giữ gìn an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân chúng ta. Đây là cái thành tích để chào mừng cái đợt ra quân mà đồng chí Bộ trưởng Công an phát động, công an cả nước ra quân để tấn công trên các loại tội phạm. Chúc các đồng chí chiến công nối tiếp chiến công, luôn luôn thực hiện tốt là dạy Bác Hồ, nước quên thân và dân phục vụ.